Em xin kính chào tất cả các bác, anh chị, các bạn đã đang xem trên video trên kênh của Bike to School. Thì trên màn ảnh của mọi người là hình ảnh về một chiếc xe đạp touring thương hiệu Sava. Thì mẫu này thì nó sẽ là thuộc khung carbon nhé, thiết kế khung carbon và giá thành khoảng hơn 15 triệu. Trọng lượng xe của mẫu này khá là nhẹ, thì khoảng hơn 9 kg thôi. Đó thì đấy là một số những cái điểm khá nổi bật trên những cái mẫu Sava X9 phiên bản tay ngang này. Thì các bác anh chị các bạn nào mà có những cái nhu cầu muốn sở hữu một dòng touring tay ngang thì có thể tham khảo mẫu Sava X9 phiên bản tay ngang như này, và mình có thể qua trực tiếp tất cả 3 chi nhánh của Bike to School tại Hà Nội để mình tham khảo và xem xe thực tế. Còn ngoài ra mình muốn đặt hàng mua online thì có thể gọi điện trực tiếp qua số điện thoại 0919008533 nhé. Thì hãng Sava vừa mới phát triển và thêm một cái dòng xe touring đấy, nhưng mà khung carbon, nhưng mà sẽ sử dụng phần ghi lông thẳng như này để đáp ứng cái nhu cầu sử dụng của khách hàng. Thì với cái điểm nổi bật trên của cái mẫu Sava X9 phiên bản tay ngang này thì nhất là cái trọng lượng xe đấy, trọng lượng xe khá là nhẹ, khoảng hơn 9 kg đấy. Chất liệu khung sẽ là khung carbon T800 rất là chắc khỏe đấy, càng nó sẽ cũng là càng carbon luôn nhé. Và phần phanh thì mẫu xe này thì sẽ sử dụng là phanh vành của hãng Techo, một trong những thương hiệu phanh rất là nổi tiếng, thường được trang bị trên những cái dòng xe cao cấp. Và phần ghi đông thì sẽ là ghi đông nhôm, ghi đông và bô tăng rời nhôm đấy, bản tròn như thế này đấy, giúp các bác anh chị có một cái tư thế lái xe nó sẽ thoải mái hơn. Và phần dây thì cũng đã một phần đã đi âm bên trong khá là gọn gàng, nhưng mà vẫn còn cái phần dây ở phía ngoài khá là nhiều, và đấy là một trong những cái điểm trừ của cái mẫu xe này. Và đặc biệt là trên cái phần ghi đông như này, nếu như mà thiết kế là sẽ là cái ghi đông liền khối ấy, cái ghi đông liền thì sẽ mang lại cái kiểu dáng xe thể thao và khỏe hơn. Nhưng mà mẫu này thì sẽ vẫn là phần ghi đông nhôm và rời như này, thì sẽ dễ dàng cho các bác anh chị có thể là thay thế sửa chữa được đấy, nó sẽ rất là dễ. Và trên phần ghi đông thì có phần tay phanh và bộ chuyển số của Shimano đấy, bộ này sẽ sử dụng là của Shimano 105R7000. Thì các bác anh chị các bạn có thể là chuyển đổi các tốc độ đạp rất là nhẹ nhàng và dễ dàng thôi. Và đặc biệt là khi đi cái mẫu Sava X9 này thì mình sẽ có cái tư thế lái xe nó sẽ thoải mái hơn đấy, với phần yên này đấy, phần yên kiểu dáng rất là thể thao, có lỗ thoáng khí như này. Và cái khung size đây thì nó sẽ từ khung size XS, khung size khoảng 44 đấy, khung size khá nhỏ thì cho các bác có cái chiều cao vừa phải, hạn chế khoảng tầm 1m55 là mình có thể là sử dụng cái mẫu xe này rồi để đi thể dục thể thao hàng ngày. Còn về cấu hình của bộ chuyển động thì sẽ sử dụng là phần đùi đĩa nhôm này, trục giữa trục rỗng nhé đấy, và kích cỡ đĩa 2 đĩa 34 và 50T thì khá là lớn. Đằng sau là sẽ là 11 tầng líp thả phía sau, và sử dụng full của bộ gạt đĩa gạt líp của Shimano 105R7000, một trong những cái bộ chuyển động khá là tốt của thương hiệu Shimano đến từ Nhật Bản. Và đặc biệt là về phần cối phía sau, cối phía sau sẽ sử dụng trang bị là phần cối nổ, phần cối nổ nghe rất là giòn và độ bon rất là trớn, bon nghe rất là đã tai. Đó thì cái mẫu xe này ấy, thì là một trong những cái sự kết hợp của những cái dòng xe đua khung carbon, lấy cái phần khung của khung carbon của dòng xe đua để tạo cho mình một cái mẫu xe touring để thiên hướng cái về cái trọng lượng nhẹ. Và mình các bác đi muốn đi nhanh ấy, nhưng mà lại không muốn cái có cái tư thế lái xe mình phải cúi gằm như cái dòng xe đua, thì có thể là tham khảo mẫu Sava X9 phiên bản tay ngang như thế này đấy, một trong những cái mẫu xe rất là tốt trong phân khúc giá khoảng hơn 15 triệu. Một trong những cái mẫu xe khung carbon này đấy, càng carbon này, bộ chuyển động của Shimano 105R7000 2 đĩa và 11 tầng líp sau, cối là cối nổ rồi, trọng lượng xe chỉ khoảng hơn 9 kg thôi đấy, một trong những con xe em đánh giá rất là tốt nhé. Thì
các bạn anh chị các bạn nào mà có nhu cầu và muốn tham khảo mẫu xe này hay là sở hữu mẫu xe này thì gọi điện ngay trong qua số điện thoại 0919008533 để bọn em sẽ hỗ trợ tư vấn thêm và đồng thời là sẽ miễn phí vận chuyển toàn quốc, thời gian từ 3 đến 5 ngày là mọi người đã nhận được xe rồi nhá. Nên là mọi người cứ yên tâm đặt hàng bên Buy to School bên em nhá. Cuối cùng thì em xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn anh chị các bạn ở những video tiếp theo.